Bạch sư, con muốn cúng dường quà Tết đến chùa, vậy cho con hỏi các phẩm vật nào thì nên và phẩm vật nào không nên trong việc cúng dường Tam Bảo, và trong khi cúng dường có cần thỉnh một vị sư chứng minh hay không, hay chỉ để chánh điện là được. Về những cái vật phẩm mà được á, thì nó là tứ sự, có nghĩa là thực phẩm ha, y phục, rồi những thuốc men, rồi những cái vật dụng thiết yếu hàng ngày, nó là được. Còn những cái mà không được, có nghĩa là không cần thiết á, mình sẽ lấy ví dụ như thực phẩm thì chư tăng quý vị cúng dường, quý vị cũng phải ngó, không phải mấy sư chê. Chứ còn xin thưa đó, quý vị đem cả chục thùng mì tới đó, nói nhỏ nhau nghe, không lẽ mấy sư ăn ăn mì ngày này qua tháng khác, trong đầu quý vị chỉ toàn có mì gói thôi, không lẽ mấy sư chỉ toàn ăn mì sống qua ngày, mà ăn mì liên tục cho tới chừng nào ăn hết cái phần mì của quý vị thì thôi, có đời thở nào như vậy hay không? Khi chúng ta cúng dường, chúng ta nên cúng dường theo nhu cầu của đối tượng, chứ không phải là theo cái kiểu mà chúng ta nghĩ chúng ta muốn cho. Như là có những lần á, dân thưa là mỗi một ông sư á, một ề bún khô, một ề bún khô, mà trong khi đó các sư thì thứ nhất là không có giữ thực phẩm qua đêm, chơi nguyên một cái ề, một ề vậy đó, ăn sao hết. Mà nếu như mà cái mớ bún khô đó mà đem lên để cho nhà bếp á, để mà họ thay mặt chư tăng họ làm á, chư tăng ăn ít nhất là phải trong 3 tháng cho tới 6 tháng mới hết cái số bún khô đó, ăn thay cơm á. Quý vị nghĩ cái đó là có còn gọi là cái sự cúng dường nữa hay không, hay là lúc đó là gọi là hành hạ mấy ông sư là ăn cho bằng hết, rồi con cúng gì đó mấy sư ăn rồi tràn mãn họng đấy. Rồi có những món mà xin thưa Phật tử họ cúng dường nhà bếp, họ cũng hiểu ý ông sư, ông không có giữ đồ ăn qua đêm đó, cũng để cho nhà bếp cái món đó chư tăng ăn trong 1 tháng trời mới hết, 1 tháng trời mới hết, không ăn bất kỳ một món nào khác, ăn đúng một món đó 1 tháng trời mới hết. Quý vị thử mà quý vị làm một món nha, cái món quý vị thích nhất, quý món quý vị thích nhất, ăn ngon nhất nha, ăn trong 1 tháng coi quý vị ăn nổi không. Vậy đó mà cúng dường cho Tam Bảo đúng, đương nhiên đúng luật, không không có sai luật, nhưng mà để mà các sư chư tăng mà tiêu thụ được cái mớ đó đó, là dùng đúng cái từ mà sư không biết là ông bà mình nói từ hay quá, là ăn tràn mãn họng luôn đó. Đấy, ăn cái gì nào mà ngán biết sợ thôi. Thành ra đó, khi chúng ta cúng chúng ta cũng phải biết để ý, biết lựa số lượng. Giả sử như trong chùa có 10 vị thì cũng ước lượng 10 vị, làm sao đó mà cả 10 vị đó ăn trong vòng một bữa hoặc là 2 bữa thì thôi đủ rồi, chứ đừng có tính luôn là các vị đó phải ăn cái món này trong vòng 1 tháng liên tục, ăn cho bằng hết nha sư. Sư ăn không hết là sư phụ lòng con lắm nha sư, là sư xin can ha, sư xin can đấy. Rồi nói chung về thực phẩm như vậy, chúng ta phải biết lựa lựa sao đó cái món đó chư tăng ăn trong vòng 1 ngày 2 ngày đủ rồi, đừng có nhiều hơn ha. Các cái vật dụng đó thì nên tìm hiểu coi là chư tăng cần cái gì. Sư thấy rất là lạ là đôi khi cúng dường dầu gội đầu, mà cái đầu như vậy nè, quý vị hỏi cái đầu như vậy nè mà chơi vớt một bình dầu gội đầu 1,5 lít 2 lít gì đó, xài chừng nào hết.
Thì những cái thứ đó quý vị tự quý vị phải suy nghĩ thôi ha, tự chúng ta phải vận dụng trí tuệ để chúng ta xem là một người như vậy mà khi mình muốn cho cái gì đó thì họ có thật sự họ cần xài hay không đấy, đấy. Hoặc là chúng ta cho những cái thứ mà chẳng qua là đồ thừa, ví dụ như là công ty thanh lý, trường hợp này có xảy ra rồi, thanh lý công ty, dọn nhà, đồ bỏ thì uổng, thôi sẵn chùa thượng hết lên trên chùa đó, chuyện đó đã xảy ra rồi. Rồi các sư các nhà sư nhìn cái thứ đó không biết nên khóc hay nên cười đấy. Thành ra cái chuyện mà cúng cái gì cho cái gì á, là chúng ta cần phải thông minh đó. Dùng trí tuệ để suy nghĩ thì nó sẽ có hiệu quả hơn là mình như nhiều người là cứ chơi là thôi mấy sư cứ ăn mì gói hết tháng nha, mấy sư cứ ăn bún gạo hết tháng nha đó, thì sư xin can ha. Rồi có nên thỉnh một vị sư chứng minh hay không, hay chỉ để chánh điện? Thì trong các cái chi phần hướng thượng của pháp bố thí đó, thì bố thí tận tay nó có nhiều công đức hơn là bố thí không có tận tay. Cho nên cái chuyện mà quý vị bố thí mà tận tay đó thì nó sẽ giúp cho cái việc mà thành tựu các cái quả thiện của quý vị đó nó tốt hơn đó. Là quý vị chỉ đơn thuần là quý vị để chánh điện.